Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đáng mơ hồ thiêng liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. các bạn tuần một là những người rất là sáng tạo thông minh tràn đầy cái sự gọi là um, đỉnh đạt có khả năng lãnh đạo tốt và ngoài ra có thể là bạn đang trong cái giai đoạn khá là bận rộn trong cái việc trang trí nhà cửa của mình hoặc là dạo gần đây một số bạn cũng hay đi uh, chợ hoa chợ tết ha uh, mình thấy có thể là bạn cũng đang tập trung làm việc hết sức mình chăm chỉ cần mẫn các bạn là những người rất là đam mê kiếm tiền hoặc là những người có một cái sự hài hước dí dỏm vui vẻ hiện tại các bạn đang cố gắng cân bằng lại về tài chính mình thấy dường như bạn quan tâm nhất vấn đề này đó cái vấn đề tài chính là cái vấn đề mà gọi là ưu tiên hàng đầu với bạn trong thời điểm này à, các bạn là những người rất là nhạy bén trong việc kiếm tiền cũng là một người có một cái sự tinh tế à, và có cái năng khiếu ăn nói khôn ngoan có tài lãnh đạo cho nên là các bạn có một số bạn các bạn rất là dễ làm ra tiền bạc hoặc là các bạn là những người có khả năng vận dụng những cái sự gọi là kiệt xuất của mình để nâng cao tài chính một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đang phân dân giữa những quyết định những lựa chọn nào đó hoặc là có khả năng các bạn đang tìm kiếm cho mình một cơ hội gia tăng thu nhập một cái nguồn tiền thứ hai ha kiểu vậy <laughs> rồi để mình xem qua ngày thứ tư ngày 7 tây tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn sẽ nghe được một cái tin tức chiến thắng thành công đến với các bạn ha hoặc là bạn sẽ có một cái chuyến đi gì đó ở đây ừ. một số bạn có khả năng là các bạn cũng có một cái sự chờ đợi một cái điều gì đó hoặc là dành thời gian để nghỉ ngơi để cân bằng sức khỏe tinh thần thể chất ừ và có thể một vài bạn sẽ chăm sóc thú cưng của mình nè và một số bạn ở đây có khả năng sẽ đọc sách sẽ nghiên cứu những cái vấn đề về chân lý hoặc là trực giác của bạn sẽ được đẩy lên cao rất là nhiều trong thời điểm này ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn nào có hẹn gặp với một ai đó có khả năng bạn sẽ hẹn dời sang một cái thời điểm khác hoặc là quỷ cuộc hẹn luôn hoặc là một vài bạn ở đây mình thấy có thể là bạn vào buổi tối có khả năng là một số bạn sẽ dùng luật hấp dẫn để thu hút điều bạn mong muốn cho thành sự thật hoặc một số bạn có thể là bạn nhờ ai đó cho bạn một cái lời khuyên phù hợp hoặc là bạn cho người khác lời khuyên à, trong ngày hôm nay có một số bạn sẽ kết thúc một cái điều gì đó xưa cũ hoặc là kết thúc cái sự chờ đợi gì đó hay để bắt đầu lên một kế hoạch hoặc là lên, bắt đầu là hành động cho cái điều mình muốn ừ, các bạn thấy các bạn có một cái sự đưa ra mà quyết định dứt khoát và có một sự gọi là tỉnh táo à, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn có sự nhẹ nhàng tinh tế và có sự gọi là kiên nhẫn hơn rất là nhiều. Ừ. Ngoài ra thì có thể một vài bạn các bạn sẽ đi ngang một cái đám tang nào đó. Có ừ. à, một số bạn ở đây sẽ mua xe và trong ngày hôm nay chạy xe cẩn thận, đừng có phóng nhanh vượt ẩu, đừng có chạy quá nhanh. À, hãy tiết độ, hãy có một sự tiết độ trở lại, điều chỉnh trở lại ừ. để tránh có những vấn đề không hay về à, cơ thể của mình hoặc là va chạm hoặc là cẩn thận đem theo giấy tờ đầy đủ để tránh bị rồi làm à, kiểm tra ha mình thấy là như vậy à, có thể một số bạn sẽ cầu nguyện sẽ đi chùa đi nhà thờ ha. hoặc là có thể một vài bạn các bạn xem được những tin tức gì đó liên quan đến một ai đó họ đang dùng những cái trò ma giáo để có thể thu hút cái sự giận may đến với họ kiểu vậy Và một số bạn có khả năng các bạn sẽ có sự dọn dẹp những cái món đồ cũ để bạn có thể gọi là thay thế bằng những cái món đồ mới, chất lượng và đẹp đẽ hơn Và một số bạn sẽ có sự tham gia, học hỏi, phát triển bản thân, kinh nghiệm của mình, tham gia khóa huấn luyện, khóa đào tạo gì đó Có thể một số bạn là anh shipper đến tiền các bạn ha Ngoài ra mình thấy các bạn có sự nâng cao, có lòng tự tôn, cái sự gọi là trân trọng giá trị bản thân À, và đồng thời có thể là năng là các bạn cũng đạt đến một cái đỉnh cao hoặc được mọi người tôn trọng ngưỡng mộ về cái tài năng của các bạn Thế các bạn có sự kết nối với bạn bè quốc tế hoặc là có sự kết nối mạng ở đây ha. có một cái sự hòa hợp với những người bạn thân yêu của bạn hoặc là những cái người đồng nghiệp cùng tạo nên những cái giá trị chung những cái thành công chung à. À, mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự tiết lộ con người thật các bạn ha. Ừ. các bạn được trấn an rằng cái việc mà bạn sống thật hoặc là xác thực với người khác là an toàn và sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều khi mà bạn bạn bộc lộ cảm xúc của mình. À, ngay cả khi người khác họ không có hiểu. Ừ. Và cái việc mà bạn kìm hãm cái cảm xúc của mình không tốt cho sức khỏe của các bạn nha. Nếu như các bạn có một cái sự gọi là sợ bị trêu chọc hoặc là vì sự khác biệt của mình À, sợ có sự bộc lộ con người thật của mình thì thiên thần hộ mệnh của bạn đang đảm bảo với bạn rằng bạn là người duy nhất bạn được tạo ra cho một cái mục đích đặc biệt quan trọng bạn sẽ tìm thấy được mục đích đặc biệt của mình bằng cách bạn bộc lộ cái sự độc đáo của riêng mình và các thiên thần hộ mệnh của bạn yêu bạn vô điều kiện và biết bạn thực sự là ai ước mơ của bạn ra sao và khả năng của bạn là gì bạn hãy chắc chắn là hãy có một sự kêu cầu cầu nguyện cùng với vũ trụ thiên thần có đáng bảo hộ thiên liêng để bạn có thể nâng cao cái sự tự tin của mình và học cách yêu thương bản thân của mình như các ngày yêu các bạn Các bạn sẽ có khả năng gọi là hoàn thành được một cái dự án xuất phát từ trái tim của mình Chẳng hạn như là bạn viết một cuốn sách hoặc là viết một bài hát hoặc là tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó Hoặc là bắt đầu một công việc kinh doanh giúp đỡ người khác chẳng hạn Hãy cầu nguyện để có được cái lòng can đảm và được dẫn dắt đến những người đáng tin cậy, hữu ích Những người sẽ tôn trọng và hỗ trợ cái hành trình của các bạn ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tụi hai là những người sống rất là tình cảm, nhân ái, ấm áp và đàn đầy sự yêu thương. Dạo gần đây có thể là bạn cảm thấy hơi mỏi mệt, hơi uể oải hoặc là rất là muốn được nghỉ ngơi cân bằng lại cuộc sống. Một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn là những người thích học ngoại ngữ hoặc là thích đi du lịch nước ngoài. Hoặc là các bạn có khả năng là xem rất là nhiều những tin tức thế giới rồi đó. Một số bạn đang có những cái dự án kế hoạch gì đó mang tính quốc tế ha. À hoặc là ở đây mình thấy có thể là bạn đang ở nước ngoài, à, có thể là bạn đang nhung nhớ quê nhà. Hoặc là chuẩn bị có những cái sự gọi là về thăm quê nhà chẳng hạn vân vân à, Một số bạn ở đây các bạn đang cố gắng tiết kiệm tiền bạc không có dám tiêu xài nhiều Và mình thấy các bạn cũng là một người rất là thích um, tích trữ của cải hoặc là mua vàng để dành ha Mình thấy là như vậy Ở đây mình thấy có thể là bạn đang gọi là thắp sáng một ước mơ gì đó rồi Và các bạn đang cố gắng quyết tâm cho cái niềm đam mê của mình có thể là bạn rất là tỏa sáng và cũng có nhiều người có một sự gọi là đấu đá mâu thuẫn với các bạn. Tuy nhiên các bạn có một cái sự tập trung vào ánh sáng và tập trung vào cái mục tiêu của mình và không bạn không có để tâm đến những cái điều tiêu cực bên ngoài. Một số bạn thì có thể là bạn đang quyết tâm thực hiện một cái điều gì đó cho xong. À, và bạn đã đi được nửa chặng đường rồi ha, các bạn đang gọi là cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thành thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Hãy xem ngày thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn cũng rất là bận rộn ha, có rất là nhiều việc phải làm. Một số bạn thì nên chăm chút cho bản thân sức khỏe tinh thần của mình để tránh bị bệnh. Mình thấy các bạn có những cái niềm vui trong gia đình, có sự hậm mặt với gia đình người thân hoặc là ăn uống vui vẻ ở đây, hoặc là có sự kết nối với mẹ của mình, ha? gắn bó mật thiết. Ừ, hoặc là một vài bạn có khả năng là sẽ uh, ngắm hoa, chưng bông, chưng hoa nào đó ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng uh, cẩn thận trong ngôn từ lời ăn tiếng nói để tránh có những cái sự cãi vã với người thân của bạn à, hoặc là một số bạn ở đây mình thấy vào cuối ngày có vẻ bạn cảm thấy rất là mệt mỏi rất là áp lực hoặc là bạn có những cái nỗi buồn gì đó trong quá khứ kiểu như là nỗi buồn trong tình yêu nó có sự dấy lên trong bạn à, một vài bạn ở đây có thể đã chia tay với người yêu hoặc là có một số bạn các bạn đang gọi là cố gắng giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái sự dây dưa với những cái mối quan hệ cũ hoặc là những cái điều tiêu cực gì đó Vào cuối ngày mình thấy các bạn rất là mệt mỏi nha Cho nên các bạn cũng nên uống nước cân bằng Cũng như cho mình cái khoảng không gian ra ngoài Hít thở không khí trong lành Để hồi phục lại năng lượng sức sống tinh thần các bạn Một số bạn vào cuối ngày mình thấy dường như các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn ha, Có rất là nhiều cơ hội đến với các bạn Hoặc là bạn có sự gia tăng được ý tưởng, sự sáng tạo của mình Và mình thấy là Bạn nào có người yêu thì hãy nên có một cái sự cẩn trọng để tránh có những cái à, lời ăn tiếng nói gây tổn thương nhau rồi cuối cùng có một cái sự gọi là ăn tết không vui, ja, mình thấy là như vậy. Một Số bạn có khả năng sẽ đi đến một cái hội nghị nào đó, họ đi ăn à, đi ăn đám cưới hoặc là có một vài bạn có khả năng là sẽ có một cái sự um, hợp mặt với gia đình ăn chung một cái bữa cơm ấm áp với gia đình của mình. Vậy. và ở đây mình thấy ai đó muốn mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh mua bán gì đó thì bạn hãy xem xét cẩn thận để tránh bị lừa bị tổn hại hoặc là bị người khác gọi là vu oan hãy và hãy tập trung vào cái điều bạn quan tâm thôi đừng tập trung vào những điều tiêu cực bên ngoài có khả năng cũng có những cái nửa nói tới nó lui khiến bạn khó chịu nhưng mà hãy tập trung cho việc hoàn thành cái 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 mục tiêu của mình thôi À, để hoàn thành mọi thứ cho xong đừng có để người khác gọi là à, làm nhiễu cũng như là làm mất thời gian của các bạn thời gian của bạn rất là quý báu nha cho nên phải bạn phải biết trân trọng nó ừ. ở đây mình thấy mọi thứ bạn đều rất là ổn thỏa bạn đều rất là có một sự hòa nhịp chấp nhận mọi thứ diễn ra ha các bạn có một cái sự giữ vững được cái sự kiên cố sự kiên trì sự mạnh mẽ của mình một số bạn thì có thể năng là các bạn cũng sẽ có một sự tự chăm sóc bản thân của mình Ừ. cố gắng uh, hoàn thiện bản thân hoặc là dành thời gian ở gần hoa lá cây cành để mình có thêm cái sức sống niềm vui một số bạn sẽ nhận những tin tức mới gì đó đến với các bạn khả à. năng là một cái tin uh, tức tốt đẹp hoặc một cái tin nhắn hoặc là một cái cuộc gọi cuộc thông báo gì đó diễn ra ở đây hoặc là người thân gia đình gọi uh, nhắn tin uh, hỏi thăm sức khỏe chẳng hạn vân vân thấy các bạn có một cái điều uh, hơi bất ngờ ở đây ừ. các bạn chọn luôn tụ 1 với tụi 2. Ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự tin tưởng và cái sự can thiệp của vũ trụ nha. Bạn có thể mong đợi một cái phép màu nào đó sẽ giúp ích cho cái tình huống mà bạn đang quan tâm. Những lời cầu nguyện của bạn hoặc là những người xung quanh đã được lắng nghe và được đáp lại. Ừ. Các bạn được khuyến khích hãy nhu cầu hãy có một cái sự gọi là lắng nghe và làm theo cái sự hướng dẫn của thần thánh. Nhiều lời cầu nguyện đã được vũ trụ đáp lời và ban cho bạn một cái lọt hướng dẫn để bạn có thể thực hiện được các bước hành động. Và điều này sẽ mang lại kết quả may mắn vì vậy bạn hãy giữ cho tâm trí của bạn nó rõ ràng và tỉnh táo để bạn không có bỏ lỡ cái việc chú ý đến nó. Hãy tạo không gian yên tĩnh để bạn có thể nghe thấy tiếng nói bên trong của vũ trụ. Hãy tiếp tục trình dân các tình huống khó khăn này cho vũ trụ qua lời cầu nguyện. Bao gồm các việc cầu nguyện để được giúp đỡ trong cái việc vượt qua những cái mối lo lắng nếu bạn đang giật lộn với nỗi sợ hãi hoặc cái vấn đề kiểm soát. Uhm và ở đây mình thấy các bạn đang có sự kết nối với chúa giêsu rất là mạnh mẽ trong thời điểm này dù bạn có đạo hay không có đạo ha à, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn sẽ dự tính là sẽ mua vàng trang sức gì đó hoặc là có sự giao dịch mua bán vàng bạc ở đây ừ. nhưng mà hãy có một cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng để tránh uh, mua phải hàng gian hàng dởm hoặc là uh, có những cái vấn đề gì đó nó diễn ra cho nên mình cũng phải có một cái sự tìm hiểu đừng có vội vàng tin tưởng người khác quá đáng à. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn hiện tụ 3 hiện tại có khả năng các bạn đang trải qua những cái sự mất mát hoặc là nhớ về những cái ký ức cũ, những cái tổn thương cũ. Các bạn đang có một sự gọi là hơi sống trong quá khứ quá nhiều. Có thể các bạn đã có những cái giai đoạn như là cùng cực, như là thoát khỏi công việc cũ, Bị thất nghiệp hoặc là gặp phải một cái tình yêu ngang trái, buồn bã, thất vọng, chán trường Và mình thấy các bạn là những người sống rất là ngay thẳng, chính trực và có lòng nhân ái ha, Có sự trung thực và có sự gọi là kỹ cương Có luật lệ riêng cũng như là có một cái tính gọi là trung thực Có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm, có sự tiết chế và điều độ trong cách ứng xử Ừ. một số bạn ở đây mình thấy khả năng là luật nhân quả đang đến với các bạn công bằng công lý đang được thực thi trong cuộc sống của các bạn à, có khả năng là các bạn cũng hay bị người khác phán xét chê khen phê bình gì đó thì các bạn được khuyến khích hãy tạo cho mình một cái hàng rào để mình có thể bảo vệ bản thân và năng lượng của mình tránh xa những người tiêu cực nha thời điểm này mình thấy một số bạn các bạn chạy xe cẩn thận nha để tránh những vấn đề liên quan đến giao thông à, hoặc là các bạn có khá là có sự bận rộn hoặc đã đang bị mất phương hướng về một cái điều gì đó ừ, có thể đã trải qua những khó khăn những tổn thương những vấp pháp cho nên bây giờ các bạn cảm thấy rất là trên vên cảm thấy không có còn tin tưởng vào cuộc sống này không còn còn tin vào cái sự công bằng trong cuộc sống này kiểu vậy tuy nhiên thì bạn hãy buông bỏ hết những cái nỗi lo nỗi phiền muộn những cái điều sự tiêu cực này đi nó chẳng giúp ích được gì cho các bạn nó kéo cuộc sống của bạn ngày càng mệt mỏi hơn mà thôi các bạn cần phải buông bỏ cái nguồn năng lượng cũ này để mình đón nhận cái nguồn năng lượng lượng mới bởi vì một năm mới sắp tới rồi mình không thể ôm hoài ôm mãi cái quá khứ ha hãy giải phóng quá khứ các bạn ừ thay vì mình dành thời gian để có sự tra tấn bản thân bởi những suy nghĩ miên man này hãy dành thời gian để nghỉ ngơi cân bằng lại mọi thứ ra ngoài không gian thiên nhiên hít thở không khí trong lành làm mới là bản thân của mình à, và đối mặt với vấn đề của mình để tìm ra những cách giải quyết phù hợp nhất ừ một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn nên bảo vệ đôi mắt của mình nha ừ, hoặc là À, một số bạn giờ gần đây là hơi ê ẩm mình mẩy đau nhức xương khớp ừ, mình thấy là như vậy các bạn nên uống nước nhiều hơn để bạn có được cái sự tỉnh táo không có bị mù mờ không có bị gọi là choáng váng ha nặng đầu trong ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được một cái lời khen ngợi hoặc là một cái sự niềm vui sẽ tích cực gì đó hoặc có tiền bạc đến với các bạn hoặc có tình yêu đến với các bạn chẳng hạn có những cái điều gì đó mới mẻ được diễn ra ở đây ừ. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn uh, sẽ có một cái sự lý trí hơn, tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, minh mẫn hơn Chứ không có để bản thân của mình trở nên gọi là chìm đắm trong những nỗi lo lắng, phiền hà, phiền muộn nữa thấy có tin tức chiến thắng gì đó đến với các bạn đó ừ. Trong ngày hôm nay như mình nói đó, coi chừng đi đến những nơi chốt chặn có sự gọi là kêu các bạn vào kiểm tra Cho nên, nên nó đem theo giấy tờ, chạy xe cẩn thận qua đường chạy nhanh quá, tiết chế lại Và đừng có uống rượu bia khi lái xe để tránh bị phạt Ừ hoặc là bạn sẽ xem được rất nhiều tin tức liên quan đến cảnh sát giao thông rồi đó hoặc liên quan đến pháp lý pháp luật ở đây hoặc một số bạn có sự tương tác với một luật sư chẳng hạn ừ. tuy nhiên mình thấy các bạn đạt được một cái sự thắng lợi thành công vinh quang gì đó ừ. thậm chí có khả năng một số bạn sẽ tìm được cho mình một cơ hội công việc mới phù hợp nhất và hoặc là một vài bạn có sự tương tác với trẻ em khá là nhiều hoặc là có một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái à có thể là một vài bạn các bạn đi xanh trong ngày hôm nay thì suôn sẻ nha thuận lợi nha Ừ, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp nếu như bạn hướng theo cái điều tốt đẹp và cái sự thuận lợi này được ơn trên gọi là hỗ trợ cho nên các bạn không còn phải lo lắng nghi ngờ quá lo quá nhiều. Ừ. À, ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ có một sự tương tác với người thân họ hàng ở xa về thăm hoặc là à, có sự kết nối với những người thân quen bạn bè cũ chẳng hạn hoặc có một cái người bạn cũ nào đó có sự xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Và trong ngày hôm nay bạn nào đang có tình yêu thì cẩn thận trong ngôn từ lời ăn tiếng nói hoặc là cái sự suy nghĩ cần phải có một sự tỉnh táo rõ ràng, biết phân tích kỹ lưỡng để tránh gọi là tranh cãi, mâu thuẫn và chia tay ngay kết nối ha. Có một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng uh, uh, nghe được một cái tin tức gì đó khá là bất ngờ khiến cho bạn cảm thấy uh, sửng sốt hoặc là nó khiến cho bạn có được một cái sự gọi là khai sáng. Ừ. Ngoài ra một vài bạn có thể là bạn... Uh, cẩn thận trong vấn đề sử dụng củi lửa ha, để tránh quả hoạn một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn uh, có sự gọi là giúp đỡ em bé giúp đỡ uh, những cái uh, mảnh đời cơ cực hoặc là giúp đỡ hoặc là mua quà tặng gì đó cho những cái đứa bé trong gia đình của mình ừ. có thể có ai shipper nào đó đến tìm bạn ha hoặc là bạn nào đó được uh, người thân uh, biếu đồ ăn biếu quà tặng hoặc là bạn biếu cho người thân của các bạn một số bạn có khả năng là gặp gỡ ông bà cha mẹ vân vân ở đây hoặc là có những tin tức liên quan đến thừa kế ừ. à, một số bạn sẽ mua được những món đồ mới hoặc là có anh shipper đến giao hàng đúng kịp lúc kịp thời gian trước tết cho các bạn ừ. ở đây thì mình thấy là các bạn cần phải tập trung khi lái xe nha. và đồng thời thì có thể là một số bạn các bạn cảm thấy hơi bị cô đơn hơi bị buồn bã gì đó ừ. có khả năng là có những cái sự rất là dễ mâu thuẫn với người khác và có sự buồn bã khi mà gánh chịu những cái nỗi thất vọng ừ. hoặc là một vài bạn ở đây thì có thể là bạn xem được rất là nhiều tin tức liên quan đến một cái sự gọi là va chạm giao thông rồi đó ha à, sự mất mát hoặc là bạn nào có thú cưng trong ngày hôm nay á, thì nhớ giữ gìn nó cẩn thận để tránh bị lạc hoặc là bị uh, mất một ừ. số bạn có khả năng các bạn sẽ có liên quan đến vấn đề bất động sản nhà cửa ha, hoặc là đi xây nhà hoặc là tìm kiếm nhà mới đi coi nhà vân v, v. hoặc là một vài bạn làm những công việc mà liên quan đến bất động sản thì có khả năng là dẫn khách đi coi nhà chẳng hạn hoặc cũng có thể là sẽ có một cái sự ký kết hợp đồng ha bạn nào trong ngày hôm nay có ai đó mời gọi mua bán làm ăn giao dịch gì đó hãy xem xét cẩn thận để tránh nó bút xa gà chết hoặc là tránh gọi là tiền mất tật mang ừ, có thể ai đó mượn tiền hoặc là nhờ bạn hỗ trợ thì các bạn cần phải có sự liệu cơm gấp mắm để xem mình có cơ có, có 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 khả năng để thực hiện không ừ, chứ đừng có gọi là quá sức ha. một vài bạn thì có khả năng là có tình yêu mới ha, đến với các bạn và có thể cái người nam sẽ là cái người chủ động khá là nhiều à tuy nhiên có đón nhận hay không thì ăn thua các bạn nữ ừ. thì mình thấy các bạn cũng nên tìm thời gian có khoảng thời gian để tìm hiểu nó sẽ phù hợp hơn là vội vàng ha để tránh sau này có sự hối hận hối tiếc hoặc có một số bạn sẽ phát triển cái niềm đam mê gì đó của bạn ừ hoặc là bắt đầu một công việc mới và kết thúc hoàn toàn công việc cũ Ở đây một cái thông điệp xác nhận rằng những gì mà bạn đã cảm nhận được đã đến lúc giải phóng những cái độc tố, thể chất và năng lượng khỏi cuộc sống của các bạn. Đặc biệt đây là sự thay đổi cần thiết để hỗ trợ sức khỏe các bạn. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi mà bạn muốn giải độc đó là gì? Có thể là bạn sẽ nhận được cái sự hướng dẫn bên trong từ thần thánh để tận hưởng cái chế độ ăn uống năng lượng sạch sẽ hoặc là tránh sử dụng quá chất, hoặc có thể là bạn đang cảm thấy được kêu gọi tránh xa những nguồn năng lượng khắc nghiệt trong các mối quan hệ trên mạng xã hội hoặc là trong hoạt động hàng ngày, hoặc trên các phương tiện truyền thông. Đây là thời điểm để hỗ trợ các bạn thực hiện cái sự thay đổi lành mạnh này. Hãy tìm kiếm cái sự trợ giúp có chuyên môn nếu như bạn đang có những cảm giác thèm ăn hoặc là không kiểm soát được vấn đề gì đó và cầu nguyện cũng có thể giúp bạn thanh lọc động cơ và ý định của mình để có thể gọi là có được cái truyền cảm hứng từ cái uh, toi cao hơn vì um, bạn là một người có khả năng nâng cao cái nguồn rung động của mình cao hơn nếu như các bạn biết kiểm soát và cẩn thận trong cái cách ứng xử giao tiếp của bạn cũng như là kết nối với thiên nhiên nhiều, nhiều để bạn có thể nạp lại cái năng lượng sau cái quá trình thanh lọc và nó sẽ giúp cho những hiểu biết của bạn sẽ có sự trọn vẹn và thỏa mãn hơn ha và cẩn thận trong ăn uống trong thời điểm này để tránh vấn đề gọi là tạo tháo ruột nha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn